Múa non. Ơ, đang chê mình múa non à, trời ơi. Cậu không chết tổng kìa. Xin chào tất cả mọi người. Trước mặt các bạn là bộ trang phục mới nhất dành cho cô nàng Zena có tên gọi là Giảng Viên Tình Ái, mà ngày hôm nay mình sẽ review cho tất cả các bạn về bộ trang phục này. Ôi, cơm chó. Chưa gì đã ăn cơm chó rồi. Khi mà Zena vừa xong đã được một trái tim vô cùng nồng cháy của Murat gửi qua màn hình nhá. Đây là bộ trang phục nằm trong số sứ mệnh. Ngày hôm nay có thể review sớm cho mọi người bằng cách là chúng ta chỉ cần đặt trước sổ sứ mệnh thôi. Thì mình cũng đã đặt trước gói sổ sứ mệnh rồi. Bây giờ sẽ test cho mọi người về bộ trang phục Zena Giảng Viên Tình Ái nha. Còn bộ trang phục Murat thì các bạn chờ đợi cho cái ngày mà nó ra mắt sổ sứ mệnh thì lập tức mình sẽ review cho mọi người sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhận xét qua về bộ trang phục này. Khi mà Zena vô cùng xinh đẹp, ăn mặc cũng vô cùng là nóng bỏng, sexy. Đấy, làn da trắng nõn nà kìa. Ui trời đất ơi, đúng thật là sắp đến Valentine rồi mà tự nhiên nhìn thấy trang phục đôi mà không biết là các bạn đã tìm thấy một nửa còn lại hay chưa, khi mà Zena đã tìm thấy Murat ở đây. Ok, chúng ta sẽ cùng vào trong trận đấu để có thể test được bộ trang phục này nha. Let's go, chúng ta sẽ cùng test bộ trang phục mới nhất của cô nàng Zena có tên gọi là Giảng Viên Tình Ái nhá. Đó, các bạn cùng quan sát qua về bộ trang phục này trong một trận đấu này. Vô cùng là đẹp đúng không? Khi mà màu chủ đạo của hiệu kỹ năng sẽ là màu hồng. Màu hồng của tình yêu và hiệu kỹ năng đó là trái tim. Trái tim màu hồng, ui. Bộ trang phục này nó lãng mạn làm sao, bộ trang phục này nó đẹp làm sao. Nhưng mà chỉ đẹp đối với những người nào đang yêu thôi. Người đang yêu thì nhìn cái gì cũng thành màu hồng hết. Cái gì vậy Ngô Khắc? Thổi xong rồi mất chim rồi, cay thế nhở. Chả chim đây. Đã thế thì phệt nó luôn. Mỗi tội là mình chưa thể thịt được nó nha. Đây là thời điểm đầu game thôi. Không sao, mình đã chiếm lợi lực được một chút lợi thế các bạn ạ. Ngộ không bây giờ không dám lên cao đâu. Mình sẽ tranh thủ đẩy lính lên thật là nhanh này. Đấy, nếu mà có cơ hội thì chúng ta sẽ băng trụ chơi Ngộ không sau. Núp bụi đá. Nào anh Ngộ không lên cao, anh Ngộ không ơi. Anh ơi, lên cao một chút, đúng rồi, ra một tí. Và sau đó là mình sẽ tung kỹ năng thẳng vào nó. Kể cả băng trụ đi chăng nữa thì mình là một mạng, ngon. Rồi, được một mạng rồi. Thả một con chim để ăn mạng Ngộ không là quá tuyệt vời. Ở nhà bây giờ mình có lẽ mình về đây. Mà không, bây giờ về thì hơi phí mọi người ạ. Có đàn lính này thì chúng ta cố gắng farm nốt rồi sau đó là mình về luôn. Như vậy là hợp lý, ôi trời ơi. Không hợp lý một chút nào. Không tin nổi là Floor có thể ganh sớm như thế. Chết mất một mạng rồi. Quả thật thì tương truyền Zena và Murat từ trước tới nay luôn luôn là một cặp đôi. Và khi cho ra mắt bộ trang phục này thì chắc chắn nó càng khẳng định thêm một điều là hai người này là một cặp rồi. Và cũng sắp sửa cũng đến Valentine mọi người nha. Hình như là qua Tết thì phải. Mình chắc chắn sẽ làm biệt đội Valentine và sẽ có một cái bộ trang phục đôi này trong một trận đấu. Các bạn hãy cùng chờ đoán đi. Ngộ không bắt đầu lại đi đảo đường rồi. Kèo đấu ngày hôm nay là mình gặp Ngộ không mọi người nhá. Thế nên là cũng hơi bị căng. Dù sao lúc đầu mình đè được nó một mạng. Nhưng bây giờ thì Ngộ không có biết được có quay trở về trụ không. Nhưng mà thôi mình không đợi nữa đâu. Đợi này tốn thời gian lắm. Tốt nhất là mình tiếp tục quay trở về trụ. Kiểu gì cũng đối đầu với Ngộ không cho mà xem. Hello anh Ngộ không ơi. Hello. Hey hello. Hey, hey. Đây rồi. Tung kỹ năng ra, cấu diệp một cái. Chạy đi đâu quá sâu. Chạy này, ơ thôi.
Thế mà nó vẫn chạy được kìa, phí thật sự luôn. Không sao nhá, dù sao thì mình cũng đã cấu diệt được máu rồi. Nếu mà Ngô không chưa chịu về thì mình sẽ băng trụ luôn. Bởi vì là khả năng tiếp cận của mình đến từ tốc biến rất là nhanh. Tốc biến và chiêu một vào, đó, có một mạng của Ngô không luôn. Thế là Ngô không chết hai mạng dưới tay mình rồi. Không biết là cảm nhận của Ngô không ra sao. Khá à, à. Sau khi chết tay mạng chết hai mạng dưới tay của mình một cái, Ngô không chỉ chát đúng một câu, đó là một từ thôi, đó là khá nha. Đấy, hiệu kỹ năng quả thật là toàn màu tím thôi, tím mộng mơ. Ấy à, Ngộ không trong bụi, Ngộ không trong bụi. Ô, nó vã mình luôn à, thôi từ từ nhá. Bây giờ là mình không dám đánh nhau với nó đâu, bởi vì đằng sau đang có floor. Thế nào, mình sẽ không hổ báo vội. Bộ trang phục này không có hiệu biến về. Dù sao thì nó cũng nằm trong sổ sứ mệnh mà. Thường thường thì rất là ít khi những cái bộ trang phục nằm trong sổ sứ mệnh có hiệu biến về. Lâu lắm rồi mình chưa múa Zena, nếu mà múa có mù mắt quá mong các bạn thông cảm. Nào, bây giờ mình sẽ ra hỗ trợ cho Superman nha. Superman ơi, mình tới đây, cần cả đôi chứ ngán cái gì đâu. Chưa một vào và boom. Đâu rồi, ngộ khỉ chết này. Tiếp theo là Floor, chạy đánh đi đâu con sâu. Mình xin mạng của Floor. Đấy, vừa xong Floor giết được mình một mạng, bây giờ mình mới có cơ hội để trả thù. Múa non, đang chê mình múa non à, trời ơi. Ngộ không chết tổng kìa. Được được bạn ơi, chê mình muốn non được không? Thế là mình sẽ là cần phải quan tâm bạn đặc biệt rồi. Để xem nhá, mình sẽ núp bụi ở đây và chờ đợi Ngộ không hồi sinh chạy lên. Ui ơi, nhưng ra ta biết rồi. Thế nên là mình cần phải lui. Có cả Ngộ không à, tung chiêu 2 ra. Đấy, làm trọng Ngộ không luôn. Đối với chiêu 1 của Zena thì các bạn lướt. Lướt hiệu kỹ năng sẽ là màu tím nhá. Và sau khi các bạn lướt thì như hình như là nó có biểu tượng hình trái tim. Đối với chiêu 2 các bạn tung ra thì nó sẽ có một cái dấu cộng. Dấu cộng nó sẽ xoay tròn, xoay đều, xoay đều. Đây này, đấy các bạn nhìn thấy chưa? Rất đẹp nha. Còn chiêu cuối, sau khi kích hoạt chiêu cuối và sử dụng chiêu 1 thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng màu hồng. Và dùng chiêu 1 để luyện, các bạn cũng sẽ tạo ra được rất là nhiều trái tim. Nói chung là khi yêu thì cái gì nó cũng liên quan tới màu hồng mà. Tình yêu màu hồng. Ôi, có ngộ không. Sợ thế không biết nữa. Trong trận đấu này thật sự là mình không thể nào lên full sát thương được cho mọi người đâu. Bởi vì khi mà đánh Zena ấy, thật ra để mà lên full sát thương thì cũng rất là mạnh. Nhưng mà mình chỉ sợ trong trận đấu này mình bị sốc nam thôi. Khi mà team bạn có ngộ không sốc cũng rất là đau. Đặc biệt là có Zata nó bắn cũng khá là ghê. Vậy nên lát nữa mình sẽ quan tâm đối với những cái trang bị thủ nha. Chỉ lên một vài trang bị gây sát thương và sau đó là sẽ cắm đầu lên thủ. Zena lên full thủ cũng được. Đấy, có Floor trong rừng team mình này. Floor ơi, các bạn team mình xiên nó rồi không? Mình chơi nó luôn chứ mình ngán quá cơ. Kết quả chiêu cuối lên và bốc hơi 240 vàng. Tập này mạnh rồi, mình không có ngán Floor nữa. Kể cả Ngộ không. Ngộ không là lên đồ cũng thông minh ấy. Bạn Ngộ không là bạn ấy lên cái những cái trang bị găng tay để lấy chí mạng trước. Sau đó là bạn sẽ nâng cấp dần những cái trang bị găng tay lên thánh kiếm rồi song đao. Cái này thì cũng là phong cách lên đồ đi rừng mình hay thường thường áp dụng. Ui, cái gì đấy? Bây giờ mình để ý các bạn ạ. Quay đi quay lại team mình ăn đến 18 mạng rồi ạ. Trong đấy mình chỉ góp được có 5 mạng mà thôi. Ui, giao tranh liên tục thế này. Ngộ không ơi. Ây, gặp cả ngộ. Ui, thương chịu thôi. Ôi rồi lại đánh nhau à? Nào từ từ cho mình mạng của Zata. Mình xin mạng của Zata. Tiếp theo là đẩy nào. Đẩy chưa một lên. Floor với chúng tôi. Thịt luôn Floor và cho nó mình té đây. Ui em có tốc biến. May quá không chết được. Làm được double kill và rút ra thành công. Chứ quả đấy chơi cũng hơi sâu. Nhưng mà mình rút được ra kịp. Tạm thời thì team mình lợi thế như thế này. Chỉ có thể ăn tà thần một cái thôi. Ăn tà thần một cái là khả năng ép được thắng rất là cao. Nhưng mà mình cứ ping vừa sau mình ping như vậy. Đồng đội ăn hay không đấy là phụ thuộc vào đồng đội. Chứ bản thân mình không thể cân được luôn nha. Không thể cân được tà thần một mình đâu. Trong phiên bản này là phiên bản đảo sương mù. Và chúng ta cũng đã có một cái phiên bản cập nhật bổ sung lần thứ nhất. Trong phiên bản đảo sương mù vì tướng Zena không có sự thay đổi về sức mạnh. Ngoài ra thì với lần cập nhật bổ sung lần thứ nhất, trong danh sách này cũng không có sự thay đổi về sức mạnh của Zena. Nó vẫn giữ nguyên sức mạnh như vậy thôi. Đấy, nhiều bạn có thắc mắc thì mình cũng lý giải cho mọi người.
Thật ra thì Zena nó như này nó cũng ổn rồi, nó mạnh rồi, không cần phải tăng và cũng chẳng phải giảm nữa. Như thế này cũng ổn, nhiều người chơi, chứ không đến nỗi là ít người chơi và cũng không đến nỗi là quá là hot. Nào, Ma Lốc ơi, ui dồi ôi, chạy nhanh thế. Để mình lên đường trên, mình đẩy lính lên cao đã. Ok, Flaw, máu thế. Chuyển dạng cái, đẩy, 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 đẩy. Ở kìa, Superman ơi, tôi sọc toàn. Ôi, thế là cậu không vẫn đập được mình kìa. Mình không hiểu Flaw làm cái gì nữa, chơi một cách cực kỳ hổ báo luôn. À, hiện tại thì cũng rất là buồn. Sau một khoảng thời gian Việt Nam chúng ta không có dịch Covid lây lan ra cộng đồng thì bây giờ tự nhiên dịch nó trở lại. Vậy nên là mọi người cũng đừng quá lo lắng. Tốt nhất là mọi người không có việc gì thì nên ở nhà. Không có việc gì thì nên ở nhà, ở yên tại chỗ. Và đặc biệt nếu mà có đi đâu thì nhớ đeo khẩu trang và kèm theo là sát khuẩn nha. Dùng dung dịch sát khuẩn. Thật ra bây giờ đến những cái cửa hàng thì người ta hay có những cái chai sát khuẩn như vậy. Thì mọi người cố gắng sử dụng để giúp cho bản thân được phòng tránh dịch được tốt hơn. Chứ còn quả thật sắp Tết rồi, tự nhiên lại dịch trở lại thì cũng rất là buồn, chúng ta không được chạy nhảy nữa. Nhưng mà dù sao thì cũng phải giữ an toàn. Tốt nhất là đang ở đâu thì ở yên chỗ đấy thôi. Dù sao thì mình cũng xin chúc cho tất cả các bạn cũng như là gia đình của mọi người luôn luôn an toàn, luôn luôn khỏe mạnh để có thể đón được một cái Tết vui vẻ, quây quần bên nhau. Ok, quay trở lại trận đấu này. Nào, chỉ cần đi chung. Ôi, Zata là cơm ơi. Trời, nó rơi làm một mạng hỗ trợ rồi. Tầm này là team mình cần phải ép nha. Chứ đêm dài lắm mộng lắm. Tính ra là team bạn cũng lên game rất là mạnh. Tận dụng được khả năng là team mình bây giờ đang có được tà thần thì ép trụ thôi. Các bạn nhìn này Zata nhá. Mình chén luôn đây này. Ui, nhưng mà nó cơ động quá. Ép trụ đường giữa tôi. Mỗi tôi là team bạn là Flaw cũng ra rồi. Mỗi lần đẩy lên cao thì team bạn lại ra thủ. Chén luôn Flaw anh em ơi. Không cho nó múa, để nó múa như thế này được à. Rồi Flaw chết rồi nha. Chưa thể lấy được một đường lính xuống cấp. Nói qua về build đồ cho vị tướng Zena cho trận đấu ngày hôm nay nha. Trước hết trang bị đầu tiên mình sẽ lên giày kiên cường. Nào, bây giờ mình sẽ băng trụ mình thịt luôn Zata đây này. Chơi luôn Zata chứ ngán gì, kết quả chơi một lên một cái để luyện thôi. Sau đó là dùng tốc biến. Chạy được đi đâu bạn ơi, thịt được Zata rồi. Đánh lừa được Zata. Còn bây giờ thì làm luôn mạng của Malok thôi. Mình bằng này máu Malok rất là tha mình và thả diều thành công nha. Malok bốc ơi. Sau cho mình giày kiên cường, mình sẽ lên tư chiếc phá. Tiếp đến là thanh Fenrir, khiến tất truyền, huân chương choi và trang bị cuối cùng là giáp hổ mệnh. Trận đấu này không thể lên được full sát tương cho vị tướng Zena. Thường thường thì mình đánh Zena hay lên full sát tương lắm. Nhưng mà quả thật trận đấu này lên full sát tương thì quá là khó. 36 mạng rồi, không ngờ team mình kìa. Một trận đấu danh cao thủ mà gần 40 mạng này có chết không. Kiểu gì giao tranh tổng team mình cũng phải làm được một vài mạng. Nhưng mà xem bây giờ là 36 mạng rồi. 4 mạng là đơn giản. Các bạn chờ mình nha. Bây giờ mình sẽ lên hỗ trợ các bạn đây. Hy vọng rằng sẽ lên vơ vét được thêm một vài mạng nữa. Chứ suốt đây giờ toàn hỗ trợ thôi. Mình tới đây các bạn ơi. Hai đường lịch xuất cấp rồi. Ép nó cái đường lịch thứ ba cho tôi là ngon ngay. Nào, bắt lẻ luôn Flaw. Flaw đi đâu, múa đâu. Múa cái gì bạn ơi. Chết, trời ơi, lại mạng hỗ trợ thế này còn toang không cơ chứ. Hai mạng hỗ trợ gọt sớt tẩy thêm cả ba lốc. Giết nó ba lốc đi anh em ơi. Hay quá. Team mình hủy diệt rồi. Mình làm cái kết này còn ngộ không. Để cho mình ngộ không. Luyện chưa một cái. Ngộ không là của mình. Ok, 9 mạng rồi nha. Video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người.